Gần đây, mọi người đều đang chỉ trích việc ATX 5060T và ASRock 9060XT vẫn chỉ được trang bị 8GB VRAM. Trước làn sóng chỉ trích này, một lãnh đạo cấp cao của AMD đã lên tiếng phản hồi rằng các bạn thực ra chẳng cần đến VRAM lớn như vậy đâu. Lý do chính là bởi mâu thuẫn giữa cách tiếp thị của các hãng card đồ họa và định hướng thiết kế từ phía nhà sản xuất. Như chúng ta đều biết, nhiều mẫu card đã được tiếp thị riêng lẻ với những danh xưng cụ thể như card 2K nhập môn, kẻ gác công 4K. Và đúng lúc đó, những dòng card như 4060T hay 5060T lại bị gắn mác là card chơi mượt 2K, card 2K phổ thông. Nhưng thực tế hiện nay, không ít tựa game khi chơi ở độ phân giải 2K đã bắt đầu thiếu hụt bộ nhớ đồ họa nếu chỉ có 8GB, khiến người dùng cảm thấy không hài lòng. Người dùng nghĩ, đã gọi là card 2K thì tối thiểu phải có hơn 8GB VRAM chứ. Nhưng các hãng lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng với phân khúc như 60T hoặc 9060XT, vẫn còn rất nhiều người dùng chọn chơi ở độ phân giải 1080, ưu tiên mức FPS cao. Và với 1080, 8GB VRAM là hoàn toàn đủ dùng. Thậm chí, theo dữ liệu thống kê, hiện tại hơn 55% game thủ vẫn chơi ở độ phân giải 1080, trong khi 2K chỉ chiếm khoảng 20%. Tóm lại, mâu thuẫn nằm ở cách người dùng định vị sản phẩm khác với định hướng từ nhà sản xuất. Nhưng theo tôi, nguyên nhân cốt lõi vẫn là giá bán quá cao, đặc biệt là 5060T, bản 8GB và 16GB chênh nhau từ 2 triệu trở lên. Tại sao ATX 3060 trước đây lại được trang bị tới 12GB VRAM, trong khi thế hệ sau chỉ còn 8GB? Câu hỏi khiến nhiều người không thể không nghi ngờ về chiến lược của các hãng.